Hello, xin chào bạn. Ok, bài trước chúng ta đã học về phần digits, có nghĩa là đây là chúng ta học đúng một cái kiến thức duy nhất. Digits là chủ ngữ giả, là đây là cái gì, đúng không? Đây là cái này. Digits là chủ ngữ giả, ở số ít nên liên với is, vậy thì digits sẽ là đây là, this is, đây là. Và chúng ta học thử luôn vì nó không thay đổi, digits nó gần như bất biến. Vậy thì chúng ta sẽ ôn lại các bài trước nữa. Chúng ta đã có chủ ngữ I đi với am, ta có từ name và từ was cũng đi với y, ta có từ name và was. Name viết tắt là có chữ s ở đây, có là name đi với is, was cũng là was đi với is. Vậy là ta có thêm this cũng đi với is. Vậy là ta đã gặp I, am, this is, hay là name is, hay là what is rồi. Nó như là chủ ngữ số ít, nó là những cái đại từ mang tính số ít và nó đi với to be is. Bây giờ tại sao một cái đại từ mà nó lại không thể đi với is được mà nó phải đi với are? Thì ở đây chúng ta sẽ có từ you sẽ đi với are. Từ you đôi khi nó chỉ một người, cũng đôi khi cũng chỉ đám đông. Trong tiếng Anh ấy thì các bạn và bạn là một từ. Trong tiếng Việt chúng ta có từ bạn, muốn nói về nhiều người, muốn nói về nhiều bạn bè thì tóm lại là các bạn. Đấy, nói với công chúng, hội chúng, người ta thêm từ các bạn hay là tất cả mọi người. Đó. Hoặc là mày thì tiếng Việt ta thêm từ chúng mày hay là bọn mày. Thì tiếng Việt ta nó có từ như từ bọn, từ chúng, từ các bạn. Đấy, thì nhưng tiếng Anh nó chỉ có một từ you. Vậy là từ you sẽ luôn luôn ở cái tình trạng là dùng cho cả số ít và số nhiều. Thế nhưng một cái đặc biệt rất hay của từ you đó là dù là số ít hay là số nhiều thì nó cũng đi với are, được chưa? Bây giờ các bạn take note cho mình nhé, mình sẽ cho các bạn một cái take note. Ở đây nó sẽ là ta có từ you. Đó. Từ you có nghĩa là từ you ta phát âm u dài, g you. Đó. Thì chúng ta sẽ có nó là một đại từ, nó là một đại từ và đại từ này là chỉ cả số ít số nhiều, bạn hay là các bạn hay là ông hay là ông bà. Đúng không? Đấy. Tức là bạn nói với ai thì từ you nó đại diện như vậy. Bạn nói với hai người thì từ you đại diện cho hai người. Bạn nói với 5 người, 10 người thì từ you nó cũng là đại diện cho 5 người, 10 người. Đấy, từ you nó lại như thế. Đấy, các bạn nhớ nhá, đây các bạn nhớ về từ you này. Và từ you các bạn xem này. Từ you nó luôn luôn cộng với a. Đúng, từ zit nó luôn cộng với y. Đấy, cộng với a. Vậy thì you are thì ta sẽ có nghĩa là bạn là, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ học hôm nay ta sẽ học một câu hỏi. Ta học một câu hỏi nhé. Câu hỏi của chúng ta đó là how are you? How are you? Thì chúng ta các bạn sẽ thấy là how are you tức là you đứng sau a. Chúng ta sẽ nhớ đây. Thì ta sẽ nhớ là một cái cấu trúc của tiếng Anh. Thì cái cấu trúc này nó có nghĩa là ta sẽ có một cái từ để hỏi. Từ để hỏi. Từ để hỏi nhé. Từ để hỏi thì nó là một cái từ để hỏi. Từ để hỏi cộng với một cái động từ to be, động từ ta gọi là động từ to be, đúng không? Là động từ to be là gì? Là am, y hoặc a, đúng không ạ? Và chúng ta cộng với một cái tân ngữ, một cái đại từ, đúng không? Một đại từ, một tân ngữ hay gọi là đại từ. Thì cái này đôi khi các bạn không hiểu về tiếng Việt thì các bạn bảo là ô, công thức này nó rất là khó hiểu, đúng không? Thì bây giờ nó sẽ được viết như thế này. Từ để hỏi thực ra mình sẽ viết là nó sẽ có những từ là what này, đúng không? When, how, why. Đấy, thì giờ ta sẽ viết là một cái từ WS rồi. Đấy. Cộng với lại một cái động từ to be là am, là is, đúng không? Là is hoặc là are. Đấy, tùy vào cái chủ ngữ thì cộng với lại bây giờ nó cộng với you thì có nghĩa là nó chỉ đi với a thôi. Đúng không? Thì ta sẽ cộng với một cái đại từ. Mà đại từ đúng không? Ta sẽ viết tắt là chữ of. Đấy. Đại từ. Thì viết như này thì các bạn rất là khó hiểu đâu, bởi vì các bạn không hiểu tiếng Việt thôi thì các bạn cứ hiểu như thế này. Và các bạn học thuộc luôn mình, học thuộc mình nha. Thì từ how nó có nghĩa là như này. How là như thế nào, nó hỏi về cái tình trạng, nó hỏi về cái tình trạng how là như thế nào nhé. Nó hỏi về cái tình trạng là hiện tại đang ra sao, nó hỏi về cái tình trạng đang ra sao, nó hỏi về cái tình hiện hiện trạng đang đang ra sao, đang tốt hay xấu. Đấy, đang như thế nào, nói chung là như vậy. Nó hỏi về một cái hiện tại đang ra sao này, đang tốt hay xấu, hay là đang như thế nào. Từ how là như vậy. Vì cái cấu trúc của tiếng Anh ấy là cái từ để hỏi này.
cái từ để hỏi này, tức là cái từ how nó phải nói đứng trước các bạn nhỉ. Cái từ how là cái từ để hỏi, nó giống từ what cho nên, đúng không ạ? Thì như là what is cho nên, đúng không ạ? Thì cái từ how này nó đứng trước thì sau đó phải là to be. Cũng giống như các bạn học cái từ, giống như cái công thức, chúng ta có cái công thức, đúng không ạ? Ta có từ was, có từ was. Các bạn lại quên mất what is cho nên ở đâu. Bây giờ ta sẽ cho lại cho các bạn xem. Đây nha, yeah. Đây what's your name, what có chữ s dấu phẩy đây, chính là what is, các bạn nhớ chưa? What is và your name, your name là tên của một người thôi, vì là lúc này là cái bạn Siro này, bạn Sandra này là hai người đối diện với nhau, nó chỉ có một người thôi, tức là một người giao tiếp với một người thôi, thì là sẽ what is your name, đúng không ạ? Your name khác nhá, your name là nói về tên nhá, cả cái tên của bạn ấy nhá, là chủ ngữ nhá, là đại từ nhá, là đại từ nhá. Một người chỉ có một tên thôi mà, đúng không? Thì nó là đại từ. Cả kế như là người đấy có nhiều cái tên ấy, thì họ cũng chỉ đang hỏi về một cái tên thôi. Bạn trả lời cho tôi một cái tên nào đó của bạn thôi. Đấy, thì ta sẽ hỏi là what is your name? Thì ở đây ta sẽ có cái phần này, đúng không? Nó là how are you? How are you? Cũng giống như what is your name, thì từ your name nó thay thế bằng từ you thôi. Ok, bạn hiểu nhỉ? Tức là từ your name và từ you ấy đều là đại từ, đều là đại từ, đúng không ạ? Đều là đại từ, đúng không ạ? Đều là đại từ. Ok, từ how hay từ what đều nói chung là WH, đúng không ạ? Ôn lại cho bạn cái kiến thức như vậy. Vậy là đôi khi chúng ta chỉ học how are you, nó là bạn như thế nào, đúng không ạ? Từ how are you có nghĩa là bạn đang như thế nào, đúng không ạ? Bạn đang khỏe không, đúng không ạ? Bạn đang như thế nào, hay gọi là bạn đang khỏe không. Ok, thì cái từ how are you nghĩa là vậy, đúng không? Từ how are you nghĩa là bạn đang khỏe không. Ok nhá, bây giờ các bạn sẽ thấy này, what is your name là tên bạn là gì, rồi chúng ta lại học vẹt từ how are you, bạn đang khỏe không. Thế nhưng mà các bạn phải nhớ cho mình cái, bởi vì là mới học thì bạn thấy nó khó, các bạn học vẹt, nhưng mà điều đó nó không quan trọng, không đáng sợ, nhưng quan trọng các bạn nhớ cho mình. Nhớ thứ nhất đó là cái từ how này là một trong những từ để hỏi, đó là một trong từ để hỏi, và từ are là động từ to be đấy, để bảo đảm cấu trúc ngữ pháp. Còn cái từ you là một đại từ. Ok, các bạn nhớ như vậy nhé. Thì từ what is your name cũng cấu trúc giống hệt như, các bạn nhớ cái cấu trúc này, thì Lộc muốn các bạn nhớ cái cấu trúc này để khi các bạn học các bài tiếp theo thì chúng ta có cái cấu trúc để triển khai và hiểu tất cả những câu hỏi khác, hiểu tất cả câu hỏi khác. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái đoạn hội thoại nhé, hai đoạn hội thoại. Bạn thứ hai thứ nhất là hi John, how are you, đúng không ạ? Thì ông này ông trả lời là fine thanks and you, có nghĩa là mình đọc cái gì cho các bạn nhé, thì hi là xin chào, hi là xin chào John, how are you, how are you là bạn khỏe không. Thì ông John ông trả lời là fine là khỏe, fine là khỏe, thanks là cảm ơn luôn, Sandra cảm ơn ai, cảm ơn Sandra đúng không ạ? Five thanks Sandra, và and you là còn bạn thì sao, and you là và bạn thì sao, đúng không ạ? Hay là còn bạn thì sao, thì bà Sandra bà trả lời là I am okay. Ok, thì cái bài này chúng ta sẽ chủ yếu là học về từ how are you, thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây để các bạn tránh căng thẳng quá. Lesson 5 sẽ dịch cái bài này và học cái từ mới, thì các bạn hãy học trong lesson 5 nhé. Còn cái lesson 4 thì dừng ở đây, thì các bạn nhớ một kiến thức đó là từ how cũng là một trong từ để hỏi, và cấu trúc này là cấu trúc bất biến nhá. Cấu trúc bất biến là một từ để hỏi cộng với to be và cộng một cái đại từ. Các bạn phải hiểu đâu là động từ to be và đâu là đại từ nhé, các bạn nhớ. Ok, thì chúng ta sẽ kết thúc lesson 4 ở đây nhé. Mình không muốn dạy dài quá, bởi vì là nhiều các bạn sẽ rất là khó. Các bạn học đến đâu ấy, các bạn cố gắng ghi chép nhá. Các bạn cố gắng ghi chép.